bày viễn cảnh diệt vong của loài người. Con người đã được sinh ra là một điều kỳ diệu, việc chúng ta được sống dưới một môi trường xinh đẹp lại càng tuyệt diệu. Tuy nhiên, viễn cảnh diệt vong của loài người có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bệnh dịch, chiến tranh hạt nhân, biến đổi khí hậu đột ngột là những nguyên nhân có thể dẫn đến sự diệt vong của nhân loại. Dịch bệnh. Những thảm họa toàn cầu có khả năng xóa sổ 10% dân số thế giới không thường xuyên xảy ra, nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác điều đó. Những điều này đã từng xảy ra trong quá khứ. Có thể bạn chưa biết, bệnh dịch xuất hiện hồi thế kỷ 14 đã cướp đi sinh mạng của 17% dân số toàn cầu. Năm 1918, đã có ít nhất 40 triệu người trên thế giới chết vì đại dịch cúm Tây Ban Nha. Ngày nay, tuy khi y học ngày càng phát triển, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng ngày càng tốt hơn, nhưng loài người thậm chí còn phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Môi trường thay đổi, nhiều loại bệnh dịch quái lạ xuất hiện, sau đó bùng phát trên diện rộng, khiến chúng ta trở tay không kịp. Giả sử dịch cúm gia cầm H5N1 có thể dễ dàng lây lan từ người qua người, thì theo ước tính, nó có thể giết chết khoảng 1,7 tỷ người. Hiện tại, dịch cúm gia cầm chưa thể lây lan qua người, nhưng hai bài báo khoa học gần đây đã cảnh báo rằng một biến chủng từ phân nhóm H5N1 có khả năng tự biến đổi hoặc tái tổ hợp có thể lây lan từ người sang người, tạo thành một chủng virus có khả năng gây đại dịch cúm lan rộng khắp toàn cầu. Đó có thể là một căn bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như cúm, nhưng cũng có thể là căn bệnh gây chết người như Ebola. Nếu như viễn cảnh đó xảy ra, có khi con người sẽ biến thành xác sống hay là những cá thể lở loét nhiễm bệnh chết dần chết mòn hay không? Chiến tranh hạt nhân. Khoa học và công nghệ phát triển vượt bậc giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ thở hơn. Thế nhưng, nó cũng chính là bước đầu mở ra một thảm họa kinh hoàng cho toàn nhân loại. Nhiều nhà khoa học vẫn bày tỏ lo ngại về hiểm họa diệt vong với kịch bản kinh điển, đó là chiến tranh hạt nhân. Điều này hoàn toàn có căn cứ bởi trong quá khứ, loài người đã nhiều lần phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Năm 1995, Nga suýt nữa phát hiện tên lửa do các nhà khoa học Na Uy và Mỹ phóng lên có quỹ đạo hướng tới thủ đô Moscow. Chỉ trong tích tắc thì khói từ những đám cháy gây nên bởi các quả bom hạt nhân sẽ bao phủ lấy hành tinh và hấp thụ toàn bộ tia sáng mặt trời khiến cho trái đất rơi vào tình trạng tối tăm, lạnh giá, giết chết mọi thực vật, nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người cũng không còn. Ở thời điểm hiện tại, với tình hình căng thẳng giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, thì xác suất xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân là điều rất có thể diễn ra. Nhân loại sẽ rơi vào thảm kịch, khắp nơi chỉ còn là chết chóc. Siêu núi lửa thức giấc. Núi lửa phun trào là một trong những thảm họa có khả năng cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như siêu núi lửa thức giấc? Đợt phun trào của siêu núi lửa Toba Indonesia cách đây khoảng 70.000 năm đã đẩy hàng loạt giống loài đến bề vực tuyệt chủng khi những đám mây bụi và khí SO2 bay vào trong khí quyển, ngăn cản ánh sáng mặt trời đến trái đất và giết chết hầu hết thực vật nơi đây. Theo dự đoán của các nhà khoa học, cứ 30.000 đến 50.000 năm lại có một đợt phun trào như thế này. Các chuyên gia cho biết những ngọn núi nguy hiểm nhất hiện nay là Yellowstone của Mỹ, Vesuvius của Ý và Popocatépetl của Mexico. Chỉ cần một trong số chúng được kích hoạt, hàng triệu người sẽ chết, còn bầu khí quyển của trái đất sẽ bị ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Theo các ghi nhận, nguy cơ những núi lửa này nổ trong 80 năm tới rơi vào khoảng 5-10%. Nhìn có vẻ nhỏ, nhưng thực chất đây là một tỷ lệ khá lớn. Trong đó, ngọn Yellowstone được đánh giá là có thể nổ bất kỳ lúc nào trong 70 năm tiếp theo và kéo theo đó là sự hủy diệt toàn bộ miền Tây nước Mỹ. Va chạm với các tiểu hành tinh. Sự va chạm với các tiểu hành tinh hoặc sao chổi có đường kính lớn cũng có khả năng hủy diệt khoảng 10% dân số toàn cầu. Những tiểu hành tinh có kích thước lớn hơn 1,5 km còn có khả năng tiêu diệt toàn bộ thế giới. Loài khủng long và các loài bò sát bị tuyệt chủng được phỏng đoán nguyên nhân là do các tiểu hành tinh va chạm với trái đất. Và chẳng ai dám chắc chắn rằng không có một loài tiểu hành tinh nào nữa lao vào trái đất, quét sạch nền văn minh nhân loại. Theo ước tính, cứ 10 triệu năm thì tiểu hành tinh khổng lồ sẽ tấn công trái đất một lần. Có rất nhiều tiểu hành tinh suýt va chạm với trái đất và thật may mắn khi chúng đã bay trịch hướng. Thảm họa biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu thông thường đã được xem là rất tồi tệ. Biến đổi khí hậu xảy ra đột ngột ngoài dự tính của chúng ta còn có thể phá hủy môi trường ngay tức khắc. Khi nhiệt độ trái đất tăng lên, băng vĩnh cửu Bắc Cực sẽ tan chảy. Đây là một lớp băng tích trữ metan. Sự tan chảy lớp băng này trong những năm gần đây đã giải phóng khí metan, khiến lượng khí này tăng đột ngột kể từ năm 2004. Khi có càng nhiều khí metan thoát ra, thì trái đất sẽ bị hâm nóng và chu trình này cứ tiếp diễn. Đây được gọi là vòng lặp phản hồi. Hậu quả của sự nóng lên toàn cầu vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta và nếu không cứu vãn kịp thời thì sẽ không còn ai sống sót hoặc chỉ còn lại rất ít người trên trái đất.
Nước biển dâng cao khiến cho những vùng đất có độ cao thấp hay trung bình chìm dần trong nước biển. Mưa bão lũ ngày một lớn hơn, nhiều hơn, không theo một quỹ đạo nhất định, khó đoán, khiến nhiều người phải bỏ mạng. Trái đất bị hút bởi hố đen. Hố đen vũ trụ là thứ đáng sợ, như chính tên gọi của nó. Chúng ta thực sự không biết nhiều về nó, ngoài trừ thông tin hố đen có mật độ khối lượng lớn đến mức ánh sáng mặt trời cũng không thể thoát khỏi nó. Các nhà khoa học cho rằng có những hố đen tự do đang di chuyển ngoài không gian và rất có thể một ngày nào đó chúng sẽ tiến đến hệ mặt trời. Hai kịch bản có thể xảy ra khi trái đất đi qua chân trời sự kiện có hố đen. Các nguyên tử sẽ bị kéo rơi và mọi vật chất tan biến thành tro bụi. Một số nhà khoa học lạc quan hơn cho rằng trái đất sẽ bị hút vào một vùng không gian thời gian khác và trở ra ở một vũ trụ hoàn toàn mới. Thế nhưng có rất nhiều trường hợp mất tích không dấu vết là do bị hút vào hố đen vũ trụ. Mặt trời nguội dần và nở rộng. Mặt trời và vị trí tương đối của nó đối với trái đất là một trong những điều kiện quan trọng cho sự sống. Nhưng mặt trời cũng là một ngôi sao và nó sẽ lụi tàn khi đốt cháy toàn bộ năng lượng. Hiện nay, mặt trời đang ở giữa chu kỳ sống của nó, tạo ra heli từ hydro một cách ổn định thông qua các phản ứng tổng hợp hạt nhân. Khoảng vài tỷ năm nữa, nguồn nguyên liệu hydro sẽ hết và mặt trời sẽ đốt cháy nốt helium. Đây là phản ứng với năng lượng cao hơn, làm cho lớp vỏ của mặt trời nở rộng, kéo trái đất về phía nó. Kết quả là trái đất sẽ bị thiêu cháy, bốc hơi hoặc sẽ bị đánh bật khỏi quỹ đạo hoàn hảo hiện nay, trôi dạt về một nơi xa lạ và chết. Các bạn vừa xem xong video 7 viễn cảnh diệt vong của loài người và theo bạn thì chúng có khả năng xảy ra hay không? Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem kênh và nếu thấy hay thì hãy đăng ký để xem những video mới nhất trên kênh của chúng tôi!